tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì hai anh em mình tiếp tục trở lại với clip cắm câu cá. Thì không biết ngày hôm nay thì sẽ có thành quả như thế nào đây. Thôi, mọi người cùng chờ xem kết quả của anh em mình ngày hôm nay như thế nào nha. Hôm nay thì hai anh em mình cắm khoảng tầm 21 cây, 22 cây hả Út? 25 cây. 25 cây hả? Ừ. Cũng được. Thì mình thấy cái này là cái đoạn sông nè. Cái cá ở đây nó cũng thấy cũng có ốp đó. Không biết tối nay như thế nào đây. Giờ thì cũng tối rồi mọi người. Giờ hai anh em mình bắt đầu đi thăm câu. Giờ mình xuống tới cái cây đầu tiên nè. Út vừa xuống thì thấy nó hết mồi. Giờ Út nó đang móc mồi. Thì mình đi thăm tiếp tục những cái cây khác như thế nào. Không biết thành quả của tối nay sao đây. Mới xuống thấy hết mồi thấy hiu rồi Út. Mấy cây kia trời thành quả ngon. Chưa mà mấy con cây mà. Ở dưới này mình có cắm thêm vài cây nữa nè mọi người. Thế nào đây? Kết quả sao đây? Rồi, còn thấy mướm rồi đó. Sao thấy không nhiều quá đây cây nữa nè. Cây này dính đây. Ôi, cái cá gì đây? Ôi, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Con cá lóc bự quá Út ơi. Ôi, nè mọi người thấy không? Ôi, vô con cá lóc. Vô rồi, vô rồi, vô, vô, vô. Cái dạ, dạ cái cá li thia vậy. Dướng đâu ơi. Mới chế đó. Chừng xảy nha, bứt cái cậu nó muốn nó ra luôn. Thấy giật. Giật buồn nôn. Cũng đỡ lắm chứ bộ. Dính cá mừng mà còn. Giật. Ok mọi người coi. Cũng đỡ lắm coi. Tay luôn á. Cũng đỡ lắm chứ bộ. Vô. Giật. Sợ gửi ra như mấy lần trước cái nó rớt xuống. Ừ thì... ủ anh hai vẫn chưa hết mắc cười không? Giật ta vậy nó giật cá liệt kia. Thôi để không bóng mồi rồi anh em mình đi tiếp mọi người ơi. Ôi cá gì chai ra thấy ghê hút. Bốn vuông nè. Cái nước bữa này lớn lắm. Lớn, anh hai thấy nước ngoài lớn mà. Tại sao? Đây hiu quá vậy. Ê, dính. Ê, dính thì bị kẹo. Ờ, dính, dính, dính. Để dính nó có giật, liền khi giật. Dính mọi người ơi, thấy nó chả nhẹ nhẹ quá, mình tưởng không dính luôn á. Để coi coi cái gì đây. Hoặc cái cần này chấm cây á, coi chừng á nhau, cẩn thận nha. Cái gì vậy? Cà phi. Ờ, cà phi. Một em cà phi. Cũng được mọi người ơi. Cái không còn dữ. Cá phi con thứ hai được mọi người ơi, cũng kiếm được bữa ăn quá hấp dẫn. Về thấy hấp dẫn rồi quá ngon về là cũng ngon rồi đó mọi người. Không được cá lóc bự ghê ha. Cá lóc cũng chỉ xong vậy là ok rồi. Tao đi Út, kết quả như thế nào? Tiếp tục. Như có dính cá kìa. Đó. Dính cá gì nhỏ xíu à. Quên em cái giật. Cá liệt kìa. Cái rô. Anh hai dính cá gì mà. Dính cái ghê vậy. Cá rô bự cũng bự lắm mọi người. Về là ngon rồi. Thật kỳ đúng không? Thấy còn trồng tưởng là không dính nha. Không nhưng mà có thành quả là ok à. Có dính là được. Có dính là mừng rồi. Chê được phải không? Chơi đi quá quên đem cái giật cái cá li thi không? Nãy kêu quên.
Đây nè anh hai cắm lúc cần dưới á. Ừ con vậy con mối coi coi còn ngồi không. Dính cá gì không? Cá. Ồ cái cá dày. Cá dày. Cá dày. Ồ con cá dày nè ăn ngon hơn con cá lóc nè, cực kỳ đẹp luôn á. Thịt nó dữ lắm. Ừ. Dưới. Tại anh hai cắm lúc ở dưới á mình cực lúc lớn nữa mà. Ờ nó lòn cái cây á. Nó đẹp luôn. Lâu rồi nó lên. Cái này mình có cái hồ kiển á không? Nuôi nó cũng đẹp nữa. Nuôi cái cây lên luôn hả? Ồ, cá này ngon lắm á nha. Cá này thịt nó ngon hơn cá lóc nhiều. Cái dày cỡ dày là vừa sai. Chứ không không nhỏ nha mọi người. Cái này là cũng ngon lắm rồi. Chứ cái này bự thì hiếm. Nó ra đi chứ bắt đầu mình đi tiếp. Cá đẹp kìa, bông. Nhìn nó tựa tựa như cá lóc bông nữa. Mà cái con này ăn nó dẻ thịt hơn nhiều nữa. Cực kỳ ngon luôn á. Nãy giờ mình thấy gì cũng tạm ổn hả Út? Thì nó không trúng bằng trên mực quá. Nhưng mà để coi mình chưa mà mới đi thăm giác thứ hai mà. Đi giao thông. Thôi, bây giờ anh em mình tiếp tục đi tiếp mọi người. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, mình thấy mấy cái cây đi chỉ kỹ cái chân ốc. Tiếp hôm nay mình có cây. Ê, dính cá gì kìa? Ốc. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Lên lấy cái vợt. Lấy cái vợt nào. Vợt cá lên tia. Rồi, dính cá kìa mọi người thấy không? Lên tiêu luôn kìa. Có nào đem giật xuống cái nó mất tiêu không Út? Đâu rồi? Không biết nữa sao im ru rồi nè. Kỳ vậy. Trời ơi, ơi. Ê con mừng mừng. Ra đi Út giật lên. Giật lên Út. Ôi. Đâu phải dùng cái giật chứ Út. Ngon, thấy cái lên cá lóc là thấy ngon rồi. Cá lóc ngon mọi người ơi. Thôi được cầm tay luôn chứ bộ. Con này đó, không? Cỡ 150 gram. Quá đẹp. Không, bước đầu là mình thấy ok rồi đó Út. Nè. Đó. Đó khá ha. Trời ơi, trứng mánh. Còn gì đâu nữa mà để ý nói. Trời mà quá ngon rồi. Ốc bóc hồi vô đi rồi anh em mình đi tiếp. Đây đây, nè, đây đây nè. Ừ cái này làm dấu này nè sau cái góc đó đó rồi, có sao hút rồi đứt lưỡi luôn ai chơi vậy trời ơi nè trời ơi không cá mày bự, cái dây này bự. Ngon chứ bộ cá bự đứt lưỡi cá bự à ơi uống ghê tự nhiên đứt lưỡi uống ghê đó cái gì nó ăn nữa đứt cái lưỡi còn ghê thiệt chứ bố bó tay đây dạ lát thắt lát sao giật Út ơi mọi cá thắt lát mọi người ơi cá này ngon lắm cá thắt lát là mê à thích cắm ngoài sông là vậy Út dính con này con kia rồi đó Út này giật vô vô dạ vô cá thắt lát hết kìa thì chứ trời ơi đã nè trời ơi đó một em thắt lát tính ra ngày cây này nãy giờ mình dính hai con rồi đó. Ừ. Đúng không? Nãy như dính cà phê. Nãy dính cà phê. Dạ dính cá thắt lát. Ừ. Đó. Rồi, vô luôn. Đó, xảy nữa đi. Dễ. Y như đợt trên mặt quá vậy đó. Lên tới đây rồi. Ở dinh chảnh không tiếc mà ở đây tiếc đó nha. Tại chảnh cá nhiều. Rồi. Có hàng hút. Cái câu đâu? Ai biết đâu anh hay chiều cắm đó mà. Trong bụi cỏ này không lẽ cá nó gạch có không cái gì vậy trời ghê hút có hả trời công tiền câu đây luôn nè trời ơi trời gãy luôn gãy luôn hả ừ. sao từ 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 cho coi
vừa cãi nhau. Dính không? Có cá không? Có. Này, dạ cái ly thì à? Sao đừng làm anh hai bất ngờ. Hả? Vậy giật giật cái gì ấy? Sao? Cá trê. Trê hả? Cá trê. Đã vậy? Bự không? Thì chắc hàng khủng quá. Trời ơi. Ôi, con cá mập lắm luôn. Con cá. Đã kia vậy? Càng câu được. Gãi càng câu luôn mà. Ôi, con cá. Ôi, con cá. Nè, có càng câu nè. Ồ, dây gì đây mà gãi càng luôn. Ồ, luôn cái trê. Đúng là mất càng câu rồi chứ. Muốn một cục vô. Đúng rồi, gãi càng câu luôn hả? Ừ, mẹ tưởng là mất càng câu chứ. Quắn càng câu, quắn xuống. Rồi, vô. Ủa. Ngon rồi Út ơi. Thôi móc hồi đi anh em mình tiếp tục đi. Rồi. Trúng mánh. Cái này là hết kìa. Đây nè, đây anh hai có con cây nè. Này nè. Ê dính cái Út, dính. Cái gì nữa? Không biết luôn. Trê. Cắm chủ yếu cắm ngoài nhà mấy cái sông với mấy cái này nè là dính thường dính cá trê. Ồ, hấp dẫn quá. Dạ cái cá ly tia. Trứng bánh rồi mọi người. Bữa nay cũng anh em mình làm chắc ổng áp à. Đó. Dướng chừng sảnh nha Út nha. Kia này giống chị vàng Út. Coi chừng cái gai nó Út. Cẩn thận gai nha. Hơi cầm cạn xíu. Ừ. Và xử lý cồng kềnh nữa. Một em cá trê tiếp theo mọi người ơi. Rồi cho vào thùng đi Út. Dắt này dắt cá trê ăn. Ừ. Hồi bây giờ quá trời. 2 kg nữa không Út? Có lý à. À. Tuyệt vời. Rồi bắt ngồi đi rồi anh em mình đi tiếp. Vừa vô là thấy dính cá là thấy hấp dẫn rồi hả Út? Cận đâu? Con mồi hả? À, tiếp tục nào. Hai thấy con mồi luôn vậy Út ơi. Con mồi. Nặng tay chưa? Quá đã. Cây này chỗ khúc là nãy bị đứt dây nè. Anh em mình có cắm lại. Dính không? Đâu? Biết cái gì luôn. Ê, thấy nó nhúc nhích kìa. Thôi. Sao đây? Cái gì? Cá phi. Hấp dẫn quá, bự không? Anh hai thấy hình như cái đầu nó hơi bự á. Ơi. Đó, cá bự. Ôi, cá mập lúc luôn. Này cũng bánh nè. Cũng bánh cá đen xì. Quá ngon. Nó dính không như mấy con cá kia à. Ừ. Cứ lầm vậy đó. À. Còn mấy con cá kia như giải dữ luôn. Ồ, thùng nhóc đầy thùng luôn. Chắc muốn mình phải đầu tư cái thùng bự hơn quá. Rồi bắt mồi đi tiếp không rồi. Sao? Cái thùng ngủ thứ mà mình đi mò ba khía đâu đó. À. Bự. Thùng đó được. Ừ. Không nhưng mà nếu mà vậy phải đầu tư thêm số cần nữa. Thành cắm quá ít, cắm có 2 mấy cần mà. Đầu tư nhiều cần nó mới đầy thùng nữa nổi. Ừ. Đi té luôn hả Út? Đâu? Cái gì đó? Cái gì đó? Hình như nước cạn lại Út. Sao? Ui hàng, có vậy? Lấy cái vợt Út. Đừng chỉ lấy cái vợt mọi người ơi. Út nó cá bự rồi. Và tự chế nha mọi người. Cái vậy? Ừ, trê nữa hả? Cái này trúng ở cái trê rồi.
chứ. Cái trời dạng gì không? Nó bị dướng cái gai cây vô cái ấy quá. Coi chừng cái gai á thì nó dính nó dãi đó. Đi vàng nha mọi người, con này đi vàng, đi vàng nè, đi vàng rồi, cái chi vàng này khủng luôn á. Bị quấn cái cây vô á. Mọi người cái chi vàng nè mọi người, đã ghê không? Cực kỳ, cá hết ra thì chứ quá đẹp, đầy thùng luôn rồi giờ. Vàng hết nói nổi thì chứ cực kỳ. Nè anh em mình trúng mánh này ngon, quá ngon. Giờ suy nghĩ là sáng nay làm món gì thôi. Quá đã, bốc hồi đi tiếp mọi người. Thấy cành cầu không anh hai, cắm cạnh đây nè. Thấy luôn, nãy cắm mấy nào vậy? Cắm cái này nè, sát rồi đây này, đây nè, thấy chưa, dính không ngõ quặt cái đầu này. Ở chính là dễ úp ơi, dính có lý vậy. Xem nào, bất ngờ chưa? Không, hồi ơi xảy luôn rồi mọi người ơi. Hồi tính ra cái con sông này cá trì nó nhiều quá chứ, đúng không? Nguyên cái khúc sông này, tại vì khúc sông này ở trong này nó rậm mọi người, nên là chắc nó vô nó rút vô trong này nó ở á. Im. Ừ. Vô ở nhiều. Cái khúc qua sông này thì ngoài kia nó trống, còn ở đây thì nó cây cối tùm, nên là này mình chọn điểm rau muống được không. Đi ăn đi tiếp, giờ cũng khuya rồi mọi người ơi, giờ cũng 12 giờ mấy rồi đó, nên là hai anh em mình chắc là hai anh em mình thu cần về luôn. Bây giờ thì không biết kết quả như thế nào đây, giờ Út nó đang xuống thu cần đầu tiên về. Để xíu nữa coi về nhà rồi bắt đầu mình quay thành quả cho mọi người cùng xem ha. Sao đây hả Út? Ê, giống cái gì? Dạ. Giống cái chốt đó mọi người. Cái gì nằm trắng nhất nè. Đó. Còn cái gì Út? Tri nữa hả? Chúng bày cái tri. Tri vàng nè, con này đặt cái tri vàng luôn nè. Sao chết queo người ta? Chắc ngợp nãy gì cũng nửa tiếng như vậy. Ừ. Tri vàng. Cái tri vàng đó mọi người. Đã ghê không? Con này tránh cái tri vàng luôn á. Vừa chết rồi nó ngợp. Có lẽ là con quấn nó ngợp hơn quá ha. Ừ. Quấn nó ngớp lên cũng được. Ừ. Nhanh lên. Cũng được, có được thành quả. Một em chia vàng. Rồi, tiếp tục đi cây khác. Sao đây? Sao Út? Nó nằm hình như nằm sát bờ á. Sát dưới chân luôn. Ờ. Ngay tay luôn. Sao? Cần cắm xích hoài mà. Dính lươn rồi, dính lươn rồi. Đâu? Lươn hả cái cây ta? Cây. Ủa? Phải ngay đây không? Cần ngay đây nè. Tìm cái cây đó nha mọi người. Giờ không biết nằm đâu luôn rồi. Không tìm được cây câu rồi. Xảy luôn mọi người ơi. Lâu quấn quấn một cọc. Trời ơi, quấn sắn cọng dây dày đó mà. Còn cái gì vậy? Ừ. Rồi uổng ghê ha.
mới tiếp tục đi tiếp. Giờ thì cũng khuya rồi, hai anh em mình cũng thu cần về rồi mọi người. Rồi mình anh em mình thành quả của anh em mình ngày hôm nay nè, mình nay thì nói chung là được cũng trúng đó, tại vì mình cắm có hai mấy cây thành công, được bao nhiêu đây là cũng nhiều rồi mọi người. Cái này là được bao nhiêu ký cá này Út đoán gây tạm nhiều. Anh hai có chuẩn bị cái cân 30 kg rồi. Này cũng khá lắm. Đó. Bà thấy là cũng dở lên coi. Này cần là 30 kg nè mọi người. Để xuống đi. 3 kg rưỡi. 3 kg rưỡi. Trừ có thao ký không ta? Không thì lát nữa mình lấy cá ra đi rồi để mình chính xác là cỡ tầm như ta. Mình cần cái thao không mọi người. Là gần 1 kg, cho 1 kg luôn đi. 900 gram mà nãy được 3 kg mấy à? 3 kg rưỡi. Vậy là ra 2 kg mấy rồi, đúng không? Là... thôi tính chẳng 2 kg rưỡi đi. Mình cũng khá được 2 em cá lóc. Mình cái chiều này vàng kẹ luôn. Vàng á. Em cái chiều vàng nhỏ nữa nè. Nhưng cái dày, cái tắc lát nè. Bữa nay là nói chung là hai anh em mình cũng trúng cũng được, tại vì cắm ở nhà mà gần nhà mà, nên là vậy là cũng quý rồi. Thôi nhờ thì cho phép hai anh em mình xin chào tất cả mọi người luôn nha. Rất mong là nhận được một sự ủng hộ đăng ký kênh cũng như là để tiếp thêm động lực cho anh em mình có cái động lực để ra thêm nhiều tiếp sau hấp dẫn hơn nha mọi người. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người luôn nha.